Hello em, xin chào em đã quay trở lại với kênh Kim Studio. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với video trả lời câu hỏi của các bạn. Thắc mắc của các bạn là liệu Apple có nên bán iPhone SE 2022 với giá thấp hơn phiên bản 2020 hay không nhé? Thì Apple được cho sẽ giới thiệu phiên bản mới của dòng iPhone SE trong tháng 3 này. Điện thoại được kỳ vọng sẽ có giá là 399 USD, tức rẻ hơn khá nhiều so với dòng iPhone 13 hiện tại. Tuy nhiên, nhiều người dùng đang đặt ra câu hỏi rằng liệu Apple có nên giảm giá chiếc iPhone SE 2020 và tiếp tục bán điện thoại này khi iPhone SE 3 ra mắt hay là không. Thì để giải đáp câu hỏi này thì chúng ta sẽ đến với video ngay sau đây. Và trước khi vào video, hãy cho thêm xin một like cũng như một đăng ký kênh ủng hộ cho kênh nhé. Trong bản tin Power One mới nhất, nhà báo Mark Goldman của Bloomberg gợi ý rằng Apple sẽ có khả năng giữ lại iPhone SE 2020 và giảm giá điện thoại này xuống khoảng 199 USD. Sau khi iPhone SE 3 ra mắt ở mức giá này thì Apple sẽ chiếm thị phần ở những nơi như là châu Phi, Ấn Độ và Nam Mỹ, nơi mọi người thường hướng tới các thiết bị Android giá rẻ hơn. Thì Apple trước đây chưa từng bán giá iPhone nào dưới mức giá 200 USD, và iPhone SE 2020 hiện tại là đang làm chiếc điện thoại rẻ nhất của công ty này. Nhưng như Goldman gợi ý thì chi phí linh kiện của đủ thấp sẽ giúp Apple mang tới cho người dùng một chiếc iPhone siêu rẻ để có thể cạnh tranh với các đối thủ Android khác cùng tầm giá. Hiện tại thì phần lớn sự tập trung của Apple là vào các thiết bị cao cấp của mình, và công ty này chưa bao giờ nghiêm túc nhắm vào thị trường điện thoại tầm trung giá rẻ. Tuy nhiên, công ty có trụ sở tại Cupertino đã nổi tiếng với việc giữ các iPhone cũ hơn và cung cấp chúng với mức giá phải chăng hơn khi giới thiệu các model mới. Ví dụ với iPhone 13 thì Apple đang giảm giá iPhone 12 và tiếp tục bán điện thoại này. iPhone 11 2019 cũng vẫn còn sẵn để mua với mức giá là 499 USD, là thiết bị giá cả phải chăng nhất của dòng Apple bên cạnh iPhone SE. Goldman lập luận rằng nếu Apple cuối cùng giữ lại iPhone SE 2020 và bán nó với mức giá 199 USD thì công ty này có thể đạt doanh số ấn tượng với các thị trường đang phát triển và tạo ra doanh thu dịch vụ lâu dài trong khi phát triển hệ sinh thái iOS. Và chúng ta hãy cùng chờ xem Apple sẽ làm như thế này như thế nào nhé, và nó sẽ giảm giá iPhone SE 2020 hay không. Thì cuối cùng video đã kết thúc tại đây, và các bạn có những câu hỏi thắc mắc gì về chiếc iPhone SE này hãy bình luận ở phía bên dưới, và hãy cho tôi xin like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.